Chào các anh chị, ngày mới chúc cho các anh chị tràn đầy sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Kiên đang có mặt tại tái định cư Phú Tân, phường Phú Mỹ, trên trục đường D8, trục đường chính của khu dân cư. Hôm nay Kiên sẽ giới thiệu đến anh chị một lô đất nền tại khu tái định cư Phú Tân, phường Phú Mỹ. Bây giờ mời anh chị và các bạn hãy cùng Kiên đến vị trí lô đất nha. Và như vậy là hôm nay Kiên đã giới thiệu đến anh chị cái sản phẩm đất nền tại khu tái định cư Phú Tân, phường Phú Mỹ, mặt tiền đường nhựa D8, trục đường chính của khu tái định cư Phú Tân. Với diện tích 7m39, dài 30, tổng diện tích 221,6m², thổ cư 100%. Đây sẽ là một sản phẩm tiềm năng, phù hợp một số nhu cầu như xây khách sạn, nhà nghỉ, xây nhà để bán, định cư lâu dài. Kiên hy vọng sản phẩm hôm nay mang đến cho các anh chị sẽ phù hợp rất nhiều nhu cầu. Để xem chi tiết trực tiếp lô đất, xin anh chị hãy liên hệ với Kiên qua hotline của kênh. Ngoài ra, nếu thấy video hay, anh chị hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu có thắc mắc về sản phẩm. Đừng quên đăng ký kênh để nhận tất cả các video mới nhất về sản phẩm đất nền tại Bình Dương của kênh. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.